Là một reviewer nhưng tôi lại ngu tiếng Anh. Bình thường là ông yêu sẽ dịch giùm tôi, nhưng mà nay ông nhất quyết không chịu dịch và ông bắt tôi phải đi học. Và ông giới thiệu cho tôi một cái khóa học nha mấy bạn. Thì đây là cái khóa học mà ông giới thiệu cho tôi nè. Thì cái khóa học này nó có đầy đủ 4 kỹ năng nghe nói đọc viết cho em luôn. Mà cái app này ăn tiền ở chỗ là em có thể gọi điện video trực tiếp với lại giáo viên. Với lại anh thấy cái giao diện của cái app này so với mặt bằng chung thì khá là thân thiện với người dùng. Với tất cả những tiện ích này mà học phí chỉ có 6.000 đồng một ngày thôi. Ngoài ra trong này còn có rất là nhiều bài tập để cho em làm luôn ấy. Thì đây sẽ là cái phần để em đặt câu hỏi với lại giải đáp thắc mắc này. Đây, em thử trải nghiệm đi nhé. Thì đã được anh người yêu đăng ký cho học rồi thì mình phải siêng học đúng không? Tôi lúc đầu khá là thích thú với khóa học này đó. Vì giao diện của em nó khá là dễ sử dụng nè, mà tôi còn có rất là nhiều bài học, mà bài học sẽ đi từ cao đến thấp, từ cơ bản đến nâng cao, cho nên cũng dễ cho mấy người mà bắt đầu lại giống như tôi. Được cái là em này tiện, học được tất cả mọi nơi luôn, bất kể mà tôi đang làm việc gì tôi vẫn có thể học nha. Cho nên là bà nào mà kiểu hay bận rộn không có thời gian giống như tôi á thì thử tham khảo khóa học này thử đi. Lúc mà đăng ký khóa học này công nhận là tôi siêng hẳn lên á, lúc nào rảnh cái là lấy máy ra học liền luôn. Thì sau hơn gần một tháng như trải nghiệm cái app này thì Nhi cảm thấy là cái app này khá là hợp với Nhi nha, tại vì nó đáp ứng được nhu cầu của Nhi á, là tiện, có thể được học bất cứ ở nơi nào, chỉ cần là mình rảnh một chút xíu mình bật điện thoại lên là mình có thể học được. Nó giúp Nhi củng cố tư vấn rất rất là tốt luôn á, không những vừa học mà vừa có thể chơi game, có nghĩa là học vừa chơi á, nó khá là thú vị, không gây nhàm chán. Tính ra chi phí của nó cũng rất rẻ nha, nếu mà bạn nào cũng bận rộn giống như Nhi không có thời gian học á thì mọi người có thể thử tham khảo khóa học này. Có gì á thì Nhi sẽ để thông tin cho mọi người nha. Yên tâm á là tôi đã trải nghiệm rồi mới dám review cho mấy bạn.